khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 7 trên quốc lộ 39A, xe ô tô biển kiểm soát 89A-04812 hướng từ cầu Triều Dương đi thành phố Hưng Yên đến khu vực cây xăng xã Phương Triều thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều biển kiểm soát 89B1-28075. Hậu quả làm hai người ngồi trên xe mô tô bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu do nguy hiểm đến tính mạng. Xe mô tô văng bánh trước cách vị trí va chạm khoảng 20 mét và hư hỏng hoàn toàn. Xe ô tô móc phần đầu bên ghế phụ. Tại hiện trường, không có vết phanh của ô tô. Ở vị trí dừng phương tiện cho thấy xe ô tô đã đi đúng phần đường. Xe mô tô đi lấn sang hẳn làn đường ngược chiều và đi với tốc độ cao. Được biết trên xe ô tô đang chở người đi bệnh viện, đây là đoạn đường cong cua, nhưng các phương tiện đều không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn.